Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan đơn vị và các tổ chức cá nhân trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Bộ yêu cầu các địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch về giá cước vận tải. Cùng với đó, các hãng hàng không phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố công khai giá bán theo đúng quy định.